Xin kính chào quý vị. Nơi em đang đứng đây là đoạn đầu của phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại ngõ 84 của phố này thì hiện tại đang có bất động sản chào bán. Em thiện xin mời quý vị sẽ cùng vào xem nhé. Những hình ảnh thực tế cho thấy là ngõ này thì có khá nhiều chỗ đỗ ô tô, bao gồm cả chỗ đỗ tạm thời và bãi giữ xe. Dễ nhớ nhất thì ngõ này chính là lối vào của trường Trung học cơ sở Minh Khai. Khu này thì gần với cầu vượt Nguyễn Khoái, gần bệnh viện Thanh Nhàn, viện Trung ương Quân đội 108, gần ngã tư Kim Ngưu Lò Đúc Trần Khát Trân. Từ đây mà di chuyển khoảng 2 km là chúng ta có thể đi tới khu Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngõ 84 đi thẳng vào là ven Hồ Thanh Nhàn, nên là căn nhà chúng ta sẽ cũng gần với Hồ Thanh Nhàn và gần với cả công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô. Xin được trân trọng gửi đến quý vị hình ảnh thực tế về căn nhà này. Quan sát có thể thấy đây chính là bất động sản có vị trí lô góc, thửa đất này tiếp giáp hai mặt ngõ. Tận dụng cái ưu điểm này thì gia chủ có mở hai cửa đi, nhiều cửa sổ. Và cái diện tích sử dụng từ tầng 2 thì sẽ rộng lên bởi việc họ xây dựng đua ra cả hai bên. Em xin giới thiệu qua một chút về thông tin. Nhà chúng ta có như sau ạ, diện tích đất là 39m², mặt tiền là 5m6, đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài, đây là đất ở đô thị. Sổ sách pháp lý thì bác nào cần mua nhà thì thấy ưng, em thiện sẽ hướng dẫn để đi kiểm tra cho khách quan nhé. Ở trên đất thì có nhà 5 tầng mới, mỗi tầng một phòng. Các phòng bố trí ra sao, chức năng như nào thì em thiện xin mời quý vị, cô bác anh chị sẽ cùng xem đến cuối video để thấy nhé. Em sẽ quay liền mạch và đầy đủ từng tầng một ạ. Đây em thiện xin mời quý vị xem mặt bằng tầng 1 của nhà mình nhé. Mặt bằng này thì có bao gồm hai cửa đi, một cửa chính và một cửa ngách. Cầu thang thì cầu thang máy thì để ở góc trong cùng bên tay trái ạ. Trang bị trong nhà thì gia chủ sử dụng thang máy Fuji, tải thiết kế là 450 kg, sức chứa cùng lúc là 6 người. Ngoài ra thì cũng còn một số thiết bị khác như là bếp điện, máy hút mùi, nóng lạnh, vân vân. Về giá bán cả đất cả nhà, hiện tại chính chủ đang mong muốn giao dịch là mức trên 6 tỷ. Giá chào bán cụ thể thì em xin cập nhật ở phần mô tả video nhé. Nhà này là căn góc nên là có hai hướng cửa khác nhau. Cụ thể hướng như nào, bao nhiêu độ thì các bác liên lạc để em gửi hình ảnh cụ thể cho nhé. Vừa rồi thì em thiện cũng đã giới thiệu qua một vài những thông tin nổi bật và video thực tế về bất động sản đang được chào bán tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Mặt tiền là 5m6, có thang máy 5 tầng mỗi tầng một phòng, lô góc, sổ đỏ chính chủ. Tầm giá là hơn 6 tỷ, gần với Hồ Thanh Nhàn và gần với nhiều tiện ích khác nữa. Để tham khảo và xem nhiều nhà đẹp Hà Nội thì xin gọi 0902 661 999 ạ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở bất động sản sau. Kính mời quý vị quan tâm đến căn này sẽ tiếp tục xem các tầng trên nhé.